Mình khỏe không? Khỏe. Mình muốn chia sẻ một chút xíu cái điều này. À, bạn nói với bạn. Yeah. Là bây giờ á, cái đất nước mình á, nó yên bình, hạnh phúc, mình phải giữ lấy đi. Cái đó, và cái đó là quan trọng, phải không? Đúng rồi. Thì bây giờ như gia đình của mình, gia đình vợ chồng, chồng con, rồi hạnh phúc, cứ giữ gìn hạnh phúc cho mình. Đất nước nào cũng vậy. Mình không muốn cái chuyện xảy ra như là chiến tranh, như Bắc Cầm hồi nãy giải thích về Syria, rồi các nước hiện bây giờ đang chiến tranh. Mình mong muốn ngày hôm nay cái đất nước hiện bây giờ của mình, Việt Nam hiện bây giờ đang yên bình, đang tự do, đang tươi đẹp. Mình phải giữ lấy đi, mình phải giữ lấy đi. Đừng có đâm, đừng có cứ chê bai này rồi chê bai kia, rồi nói chạm qua chạm lại. Cái lưỡi con người của mình á, nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nói mà sai lời là đụng chạm, mà nói đúng á cũng là đụng chạm, mà nói sai cũng là đụng chạm. Hiện bây giờ mình nói lại là mình đang đầm ấm, mình đang cái hạnh phúc mình phải giữ lấy trong tay của mình đi. Cái đó là sự không? Có một khách mời ở dưới họ nói đó là cái bọn chơi Việt Nam đâu phải dân Việt Nam anh khách mời ơi, như em mới là dân Việt Nam nè, I love Việt Nam. Thì thôi, cái đó là đúng. Bây giờ đất nước mình yên bình, hạnh phúc trong gia đình, mà từ trên tới dưới cứ giữ lấy. Trong tay của mình phải giữ lấy, mà nó còn mình phải bảo vệ chứ vẫn. Bây giờ mình không bảo vệ chứ vẫn xong rồi. Bây giờ cái chén của mình là chén kiểu mà nó rớt rồi. Bây giờ mình đem lại nối lại mình cái keo lại clu rồi đâu có đẹp nữa, phải không? Mà mình hỏi nó mẻ rồi. Bây giờ mỗi người hiện bây giờ muốn làm cái chén còn y nguyên hay là cái chén bể. Từ từ mình xây dựng đất nước mình, xây dựng từ từ cho nó hoàn mỹ. Điều ai cũng vậy, mà muốn xây dựng cái đất nước này đâu phải dễ đâu, nó không phải dễ. Tôi phải có thời gian với bạn mình. Bây giờ mình muốn làm ăn, là một muốn mình bỏ tiền ra, mình ghi là ok, mình bỏ tiền ra, mình bắt buộc mình phải làm giàu. Sao đâu có biết được. Cái quan trọng nhất là Kevin biết sao, tức là cái quan trọng nhất là người dân nhìn ra được là, tức là họ có mục đích của họ. Mình nói ở đây họ là gì, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, họ lãnh đạo, họ đã định hướng rõ ràng là họ sẽ dựng, giống như Kevin nói, là giữ cho một cái chén đó nó nguyên vẹn, đúng không? Nó không có sức mẻ. Và cái định hướng của họ, cái định hướng của họ là rõ ràng, là mục tiêu cuối cùng là như vậy. Và trên đường họ đang làm thì chúng ta là người dân, chúng ta đã nhìn ra được điểm đó, thì chúng ta có phải là chung tay, phụ một tay với họ để cùng đẩy cái chuyện đó nó nhanh hơn, để nó đẹp hơn, chứ mình đừng có chống phá nữa. Cái bên công nhận không? Đúng rồi. Bây giờ mà giờ cứ người nào dành, người kia dành, cuối cùng cái chén nó rớt ra rồi mẻ rồi. Mới đầu mình mua cái keo rồi mình dán lại, có nhìn có đẹp không? Đâu có đẹp nữa, không có đẹp nữa. Mình cứ muốn cái tình trạng đó mà là so sánh Syria ngày hôm nay, rồi so sánh cái Myanmar ngày hôm nay. Mình đâu có muốn trường hợp như vậy. Mà con cháu mình, con cháu của mình không phải là so sánh, cái Viêm đúng không? Không phải là so sánh, tức là mình muốn dẫn chứng cho người dân trong nước á, giới trẻ đó, họ nhìn thấy, tức là cái đó là cái bài học cho người dân trong nước, cho giới trẻ trong nước, họ phải nhìn điều đó. Giống như là Kenvin đó, nhìn để mình làm gì, để mình cùng nhau mình giữ gìn cho cái chén nó luôn tròn vẹn hoài, nó không bị rơi đó, nó không bị mẻ ra. Chứ ở đây thì tại vì mỗi nước mỗi cái, mình so sánh như vậy thì cũng hơi thiệt cho người ta. Là vì lý do là một số Việt kiều từ nước Mỹ, một số Việt kiều tại nước Mỹ là tới mức cỡ cãi đâu quý vị, muốn tự do rồi muốn này muốn kia. Bây giờ mình nói thực ra cái chuyện muốn mà điều ai cũng muốn, ai mà không muốn tự do. Mình bây giờ là Việt Nam đang tự do thì mình nói nước Mỹ này, mình sống nước Mỹ này nè, mình nói hiện bây giờ mình đang sống nước Mỹ, nó cái tự do của nó tùy theo cái lúc lúc nào tự do, lúc nào không tự lo, nó có lực của lực pháp, nó có hết trơn, không có điều nào mà tự do hết toàn diện đâu. Mình phải nghĩ kỹ cái chuyện đó. Đồng ý tôi hiểu. Cái Vin, tôi xin lỗi Kevin chút xíu, tôi hỏi cái này nó hơi lạc chút xíu nhưng mà nó cũng có ý của nó. Không sao. Mình tham khảo với nhau nha. Tôi Kevin thế này, tức là Kevin hiện tại đang sinh sống tại Mỹ đúng không ạ? Kevin là một người dân Việt Nam đúng không? Đúng, dân. Đó, đúng. Nhưng mà xét về một góc độ nó, tôi nói là ví dụ Kevin đang về này, Kevin nhìn về đất nước Việt Nam đúng không? Thì Kevin có thể là góp ý hoặc xây dựng gì đó với chính quyền, với nhà nước Việt Nam đúng không ạ? Đúng. Nhưng Kevin phải công nhận một điều là Kevin không có quyền phán xét hay là chê trách một chính quyền đó đúng không? Là không có đúng được. Là cái mình cái đời sống mình bây giờ á, mà mình nói là cái đời sống mình bây giờ, tôi đang ở Mỹ thì mình theo cái đời sống của Mỹ rồi theo cái chính phủ Mỹ thôi nha. Bây giờ tôi đang sống ở tại Việt Nam mà tôi hiểu biết về luật pháp Việt Nam thì mình theo cái đường lối Việt Nam. Làm sao tôi ở Mỹ mà tôi về bên đó là bây giờ cái hai đội banh, mình nói hai cái đội banh này, đội banh bóng đá và đội Việt Nam, có rơ Việt Nam nó đá khác nhau. Bây giờ mình lấy cái rơ Mỹ mình về mình chỉ cho cái rơ Việt Nam làm sao người ta đá được. Thì đó, thì ý tôi nói cái việc tức là mình có thể mình góp ý, mình xây dựng thôi, chứ mình không có quyền phán xét hay là mình chê trách họ được đúng không? Mình không có chê trách họ, là cái lối bóng đá người ta rơ, người ta khác nhau với rơ mình. Đâu có phải chuyện dễ đâu. Về cái đất nước, về cái lãnh đạo không bao giờ chuyện dễ cho những gì mình nói cái bằng miệng mình thôi, mình thực hành mình làm được hay không. Giống như tôi nói cái Vin thế này, ví dụ như tôi đi, tôi không thể nào tôi có quyền tôi chê trách ông Trump hay chê trách ông Biden được. Đúng chưa? Ví dụ anh em nói chuyện với nhau thì tôi có thể nói với Kevin, tôi góp ý tôi thấy thế này, tôi thấy thế nọ. Chứ còn nếu mà nói mà tôi có quyền chê trách ông Trump hay Biden là tôi không có quyền, bởi vì tôi không phải một công dân Mỹ. Đúng, mình không phải là công dân Mỹ. Một cái điều mà rõ ràng đó, mà rõ ràng ở đây là Kevin nhìn xuống cái câu comment của thằng Awi nè, nó nói một câu Kevin chấp nhận được không? Chả có ai chê Việt Nam cả, quê hương tổ quốc mà chê gì, người ta chê là chê cái chánh quyền. Thì tôi hỏi Kevin đó, Kevin nói một câu công bằng đi, cái tư cách thằng Awi nó nằm ở đâu mà nó dám lên tiếng mà nó chê chính quyền Việt Nam? Kevin có nhận của tôi không? Công nhận mình mà chia sẻ cho bạn Awi mình đó, mình chia sẻ cho bạn ở bên mình đó, mà nó phân biệt rõ ràng. Đất nước mình phải yêu đất nước mình, người dân tộc mình phải yêu dân tộc mình, mà người chính quyền và đảng viên này kia nọ mình không quyền chế người ta. Người ta biết những gì, người ta xử lý, người ta làm, mình không có chê bai được. Mình đâu có phải là một người công dân thường thôi, mình một người lãnh đạo người ta chê mình phải chịu không? Thí dụ Awi một người lãnh đạo đi, thí dụ người ta chê Awi có chịu không? Đâu có ai chịu đâu, phải không? Mà nhiều người là cái mình nói thực ra đèn nhà ai nấy sáng. Bây giờ chuyện cái gia đình của Awi, cái chuyện mà gia đình của Awi, vợ chồng Awi, mọi người cái nhà nó chỉ ở bên vợ chồng mày dở quá rồi này kia nọ, Awi có chịu không? Cái đó cái trời diện chứ chồng của tôi mà mắc mới với tới mấy người mà sao mà đếm xỉa gia đình tôi vậy ấy. Rồi kêu tôi là ly dị vợ tôi đi, rồi vợ tôi kêu ly dị thằng chồng tôi đi, hoặc làm sao? Ai đâu chịu Awi? Đâu có ai chịu đâu, phải không bạn mình? Mình nói thực ra mình phải nhiều cái là cái lối sống người ta làm sao, người ta lãnh đạo người ta làm sao, mình cứ theo người ta như vậy thôi. Mình lâu lâu mình về đất nước, mình thăm quê hương rồi ăn trái cây vui vẻ, hồn ai nó giữ. Lãnh đạo người nào người ta muốn làm sao người ta làm. Mình không phải là mình đóng góp gì đâu, phải không? Mình khuyên bạn mình thôi đây, đừng có chê bai nữa. Thấy không? Bây giờ mình nói hiện bây giờ mình nước Mỹ hiện bây giờ bên đây mình ăn nhờ mà ở đậu mà thôi, bạn mình phải nhớ kỹ nha. Mình phải nhớ kỹ cái chuyện đó. Và biết cái chuyện nhớ kỹ cái chuyện đó, hiện bây giờ người đang nước Việt Nam thì bây giờ đang đầm ấm, đang là yêu thương đồng bào, là yêu thương cái sự đó phải giữ lấy đi. Mình mong muốn người Việt Nam hiện bây giờ, đang nước Việt Nam hiện bây giờ hạnh phúc như vậy là quá tuyệt vời rồi. Mọi người, từ từ Xin lỗi Kenvin, mọi người nhìn lên màn hình, mọi người đọc giùm tôi cái câu này phải Awin nó chê chính quyền không? Để nó lật lọng, nó lạng lách, nó bảo là tôi lạng lách, tôi nhét chữ vào mồm đó. Đúng ra là tôi không ngắt ngang cái câu chuyện này, nhưng mà đó, tôi phải vạch mặt cái bản chất cái thằng bồn lông này. Tôi chửi thẳng luôn bồn lông. Thôi rồi, mình giải thích như vậy nha. Mọi người nhìn cho rõ nha. Đó. Đó. Nó chối, nó bảo là tôi là nhét chữ vào mồm đó. Thì mọi người nhìn đi. Rồi xin mời Kenvin. Bây giờ mình nói là thực ra là đời nó khó lắm bạn mình. 10 người nó 10 ý. Mình mong muốn là đất nước mình thì bây giờ là đang yên bình. Rồi hạnh phúc như vậy là giữ lấy thôi. Mà người đâm thọt này, đâm thọt qua đâm thọt lại nó khổ lắm. Có nhiều người gia đình như gia đình Awi nè, gia đình Awi hiện bây giờ nè, gia đình thí dụ mình nói bạn mình Awi, gia đình của Awi nhà vợ con đầm ấm nè, xe mới nè, nhà giàu nè, BMW rồi Mercedes đậu ngoài đường thí dụ đi đó. Một người kế nhà nó đâm thọt, nó nói ê chồng mày xấu lắm, rồi con nhỏ kia nó ơi vợ mày xấu lắm rồi này kia nọ, nó chuyên môn là nó gạt mày rồi này kia nọ đủ thứ, người ta đâm thọt như vậy Awi, Awi có thích không? Đâu có thích đâu. Đúng rồi. Đâu có thế đâu bạn mình. Đang hạnh phúc mà. Tôi mới vợ chồng tôi đang hạnh phúc với nhau rồi. Đầm ấm vợ xe cổ có đầy đủ đi chơi. Rồi bây giờ mấy người đấm thọt ra cho gia đình tôi tan rã. Con người mất lương tâm. Không có lương tâm cái chuyện đó. Tội lỗi rất là nhiều. Phải không? Đồng ý với Kenvin luôn. Bây giờ đất nước người ta đang đầm ấm, đang hạnh phúc. Rồi bây giờ mình thọt lên thọt xuống. Rồi chỉ người ta rồi kêu đang người ta đứng biểu tình. Rồi nào là đủ thứ như là bên chương rồi chân thái rồi mấy cái đám này, trời ơi trời, mình vô mấy cái live stream mấy người này là ý hình như là hát sĩ Sơn Đông vậy man. Biết hát sĩ Sơn Đông không? Là Sơn Đông bãi vỏ đúng không? Hát sĩ Sơn Đông. Ngày xưa Sơn Đông bãi vỏ đứng ra đường múa để bán thuốc tể, bán cái con trăng con rắn gì đúng không? Bán thuốc tể, thuốc hồng Mai Sơn rồi, rồi thuốc cá hồ cốt rồi đại khái ý hết đó. Có làm sao? May là sống ở nước Mỹ này, sống ở nước Mỹ, may là được sống ở nước Mỹ. Ngày hôm nay không có sống nước Mỹ chắc nữa ở Việt Nam có là đứng ngoài đường ngã ba ngã tư rồi hát sĩ Sơn Đông á. Thôi mình nói thực ra mấy tụi này nhờ là nước Mỹ đây ngày hôm nay là bóc nó ra từ trong trại tị nạn ra. Bắt từ trong trại tị nạn ra, nó ngồi nó khóc, nó khổ, ước mong được một ngày nước nào Canada, bất cứ Canada hay là nước Úc, nước Mỹ nào bóc ra là mình cứ đi rồi. Mới đi rồi bây giờ là sung sướng rồi, nhà cao cửa rộng rồi, đầy đủ rồi, người gì mà cũng chê bai. Người dân Canada rồi chê bai Canada, rồi người dân bên đây chê bai người kia, đủ thứ hết. Tôi nói con người này cái lương tâm nó là nó trái cái lương tâm nó hết trơn rồi. Nó trái cái lương tâm người ta hết trơn rồi. Làm gì là tội lỗi. Thí dụ mình ở cái một người chủ, mình làm mình người là ô xin đi, thí dụ là từ cái câu ô xin, người ta nhà giàu. Người ta đưa cho mình là nhà nghèo, mình xin việc làm người ta, mình đã cho người ta đối xử cho mình rất là đẹp. Đối xử cho mình trả lương đâu đó đàng hoàng, không có ép buộc cái sự mà là cái lao động của mình. Người ta như đi đẹp, mình cùng rây ra mình chửi người ta, chửi bà chủ này ác, chửi ông chủ này ác kia nọ, cái lương tâm mình ở đâu vậy? Mình mơ mốt mình thí dụ mình làm người chủ, người ô xin mà nó chửi mình như vậy là mình có tức hay không? Cái lương tâm mình ở đâu? Dù sao đi nữa khó lắm bạn mình ơi, khó lắm, mấy người này rất là khó thiệt. Bây giờ mình đâu có muốn cái tình trạng mà hiện bây giờ là nước của mình, mấy người chống đối ngày hôm nay đó bạn mình, nó muốn là nước Việt Nam hiện bây giờ là như là Myanmar, như là nước này nước kia. Trời ơi, mấy tụi này nó thiệt nó khùng rồi, nó không còn gì nữa đâu. Biết không? Đất nước hiện bây giờ mình chia sẻ một lần cuối là anh em bạn bè trên toàn nước thế giới hiện bây giờ điều ai cũng muốn xảy ra mấy cái chuyện đó. Còn hai nữa, đất nước của mình đang yên bình, hạnh phúc, Hạnh phúc như vậy là quá tuyệt vời, để cứ giữ lấy đi. Đừng có xích mích, đừng có cứ đâm thọt này kia nó kia đâm ra. Mình nói thực ra là nó rất là khổ, không phải là không đâu. Cứ giữ hạnh phúc đi. Bất cứ là người nào nói sao, mình cứ giữ hạnh phúc, đất nước của mình như vậy là hạnh phúc rồi. Thì đó cũng mừng. Các biết sao, đa số người dân Việt Nam họ ý thức rất là tốt. Chỉ có một vài số nhỏ nào đó nó nghe lời cái đám mà thế lực và chống phá ở nước ngoài là cái câu chuyện đó, nó không đâu ra đâu ấy. Thì đúng rồi, bây giờ là mình nói thực ra như cái như Bác Cầm, như là bạn mình là Thơ Quang là nói về là cái ông nào mà muốn ứng cử về đại biểu Quốc hội rồi này kia nọ. Bây giờ mình chia sẻ về cái đó một chút xíu rồi. Là Đảng và Nhà nước, Đảng và Nhà nước, cái Tổng Bí thư là Chủ tịch nước là hay là như là ông bất cứ lãnh đạo nào, người ta đưa hai tay đón mừng. Mình có trí tuệ, mình có học thức, người ta là ủng hộ cho mình lên. Mình phải cố gắng làm sao mình đi lên. Đâu có ai chê bai mình đâu. Ai muốn làm chức vụ đại biểu Quốc hội, muốn làm cái gì người ta cũng đưa cho mình hết. Người ta là hai tay để đón mình mà. Mình đủ khả năng mình lên hay không, đó là sự quan trọng. Mình đủ khả năng mình lên hay không. Hiện bây giờ mình nói thiệt với bạn mình, có chú của mình hiện bây giờ là cậu của mình, hiện bây giờ là đại biểu Quốc hội đấy. Là 2013 đấy. Là có cậu bạn của tôi hiện bây giờ là cũng đại biểu Quốc hội đấy. Mời lên đó khách sạn lo hết từ A tới Z, ăn uống bảo là lo hết toàn bộ luôn. Và chụp hình cả ông Thủ tướng ở tại, chụp hình chung với ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn, là bà Thị Kim Ngân luôn. Đấy. Mình nói thiệt bạn, để mình không muốn là cho mấy người bạn mình chơi share cái Facebook của mình đâu. Mình biết hiện bây giờ là cậu của mình hiện bây giờ tại Bình Dương đây, tại vì hỏi đi kia rồi này, 2013 này, tại Hà Nội đây. Chú cũng chúc mừng ổng, trời ơi lại bị Hội Quốc hội là thấy vui quá chú, cậu rồi này kia nọ. Người ta rất là hứng hạnh. Mà điều kiết là mình lý do mình đủ khả năng, mình đủ tài, mình cái apply là Mỹ là apply, mình cái đọc đơn mình lên để người ta cứu xét cho mình quá khứ mình cái gì đủ khả năng mình lên hay không. Bất cứ đảng viên nào, người nào mà có tài là người ta lấy hết chứ đâu có ai bỏ sót mình đâu. Mình đủ khả năng mình lên hay không. Đúng rồi. Phải không? Cái như vậy là đồng điều rồi còn nữa. Đâu có phải là người ta bỏ rơi mình đâu. Phải không? Chính xác. Đâu phải là riêng của mình đâu, cả nước điều ai cũng có tài hết á. Mà tiểu theo các khả năng người hay thôi, trình độ mình hay thôi. Có đó là sự quan trọng. Đấy, cậu của mình hay bây giờ đấy, mà mỗi mình sử dụng có dịp mình về Việt Nam mình dắt đến cậu mình. Ok vậy. Tại vì em hỏi, 2013 mới đi chụp hình đấy, ăn uống, đo, xe đưa rước đâu đó đàng hoàng, người ta tiếp đón mình rất là nhộn nhịp. Cờ hệ dân tộc, bất cứ dân tộc nào cũng vậy. Còn gì nữa chứ. Bây giờ mình nói là tóm tắt lại là đất nước bây giờ mình đang yên bình, hạnh phúc như vậy mình phải giữ lấy thôi. Mong muốn như vậy thôi. Mình không muốn là đất nước mình đang phát triển thì mình muốn cho nó phát triển càng ngày nó càng phát triển hơn. Đó là sự quan trọng. Mà con người Việt Nam mình á, đất nước Việt Nam mình á, mình nói thực ra là không có thua đất nước người nào đâu. Không có thua. Sáng kiến, thông minh, người Việt Nam mình rất là nhảy bén. Người ta làm được, mình sẽ làm được. Đúng. Mình công nhận không? Để xem rồi. Không có thua đâu. Là vì lý do một cái điều đất nước của mình mới cứ phát triển thôi, mới cứ tiến lên thôi, là vì lý do là 30-40 năm kháng chiến kháng trì rồi bây giờ mình thành lên nước ôn bình, bình chứ là làm lợi như là toàn bộ hết cái lĩnh vực để đưa đất nước mình phát triển lên. Thì từ từ mình đừng có đòi hỏi quá, người dân mình đừng cứ đòi hỏi quá đi. Đừng có so sánh nước mình, so sánh về Nhật Bản, Nam Hàn. tụi nó không, bây giờ 30-40 năm nó không có chiến tranh. Là có người ta là nước Mỹ rồi nước châu Âu nó viện trợ, nó hỗ trợ cho đất nước nó tốt ngày hôm nay. Còn mình đâu có ai đâu, nước mình đâu có ai, phải không? Đúng. Mà sao chiến tranh là bị cấm, mà sao chiến tranh là 10 năm, mười mấy 20 năm là bị cấm vận. Bây giờ từ mình cái bàn tay trắng mình đưa lên thành lập cái nước mình ngày hôm nay rất là tốt rồi, còn gì nữa. Bảo vệ đất nước của mình đâu có mất một tấc đất nào đâu, đâu có mất nước một tấc đất nào đâu. Từ biên giới, từ mình nước mình, quê quán của mình ở Chợ Đốc, sát biên giới Campuchia luôn, Hà Tiên luôn, ranh giới của mình đâu đó đàng hoàng. Campuchia là ranh giới, Việt Nam là ranh giới, đâu có mất tấc đất nào đâu. Mà bên miền Bắc mình không biết cái chuyện đó. Trời ơi, con người ta mà con máu Việt Nam mình bảo vệ cái đất nước mình thôi, điều ai cũng vậy. Mình nói mình nghe mấy tụi tao lao ở đây, nước ngoài đây nè, đất nước sẽ mất trong tay Trung Quốc rồi cái nọ. Tụi bác sĩ, tôi cũng chê luôn, bác sĩ này mới gọi là dân, này là dân bác sĩ chê rồi. Mà cứ thành đô. Mình thậm chí mình kỳ rồi mà tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden rồi đã nói tổng thống Joe Biden hiện bây giờ là sắp sửa lên là mất nước rồi, Mỹ nữa, chắc Trung Quốc nó mua hết nước Mỹ này rồi, chắc nó chết mẹ rồi. Kỳ này chắc mình bây giờ tìm đường cứu nước nữa rồi, chắc đi lưu vong đâu nữa rồi, lưu vong nữa. Đúng là làm cho mình rối luôn, man, rối thiệt cái chứ. Ủa nào là Kenvin sống chung với tụi này, Kenvin thấy Kenvin mệt không? Trong mình khủng hoảng luôn anh. Nó bị khủng hoảng luôn á. Thậm chí mình mở cửa, ê nước Mỹ này sắp sửa Trung Quốc nó mua, toàn là mấy con tàu đứng ngoài đường không hay sao ấy vậy á. Mấy tụi này nó nhiều cái nó bị khủng hoảng tinh thần rồi. Mình nói là bác sĩ này hết cứu chữa rồi. Mình nói thực ra là tôi nghĩ là một số người Việt kiều này là chống đối này, tôi này là khoảng đi đem đi kè tạo cái khoảng 20 năm nữa mới được tỉnh táo lại. Đúng rồi. Thì thậm chí nó nói là nước Mỹ bây giờ là sắp sửa thành cộng sản rồi. Trời ơi trời. Là Trung Quốc nó mua rồi, tôi nói rồi chết mẹ nữa rồi, bây giờ không lấy đường nào mình đi đây. Bây giờ là ai đây? Tổng thống nào tốt đây? Người nó nói thằng Quân bó tài. Trời ơi, một người lãnh đạo mình nói thực ra là nào xưng tên là tôi là thủ tướng Việt Nam, tổng thống Đào Vinh Quân, tổng thống Việt Nam lâm thời nào, toàn là đương mà mặc áo rằn ri rồi lên kia nọ, toàn là mấy cụ là toàn là 60 tuổi đi không nổi mà phấn đấu làm cái gì, trời ơi khổ ghê hả? Chào khách quý bà. Hả thưa quan, nào là mặc áo gần ghi là đội nón ba rê rồi làm dữ quá. Mà đi được không? Đi bước đi không nổi không? Đi không nổi nữa. Đi không nổi luôn. Đi chắc đi không nổi, một hai nữa chắc bệnh cao máu rồi tiểu đường chắc vòng vòng. Cứ ước mong mình nằm mơ dĩ vãng mà thời trước không là chết mẹ rồi. Thôi, mình nói mấy cụ ơi rồi mấy tổng thống ơi, trời kiếp sau làm tổng thống luôn cho rồi cho ông Đào Vĩnh Vinh. Bây giờ ông nói không ra tiếng là khổ quá. Bây giờ một người sống, người dân ở Việt Nam, mình là người công dân Việt Nam ở sống ở tại Việt Nam, mình phải cảm ơn người lãnh đạo, cảm ơn người đảng viên. Rồi có tới ngày mình chỉ trích đảng viên này rồi cái lãnh đạo này lãnh kia, lương tâm mình ở đâu? Lương tâm mình đâu, tội lỗi lắm, phải không? Người ta là dành riêng, người ta bỏ thời gian, người ta bỏ công sức của người ta là người ta đã bảo vệ cái đất nước của mình, cho mình yên bình, để cho mình phát triển về kinh tế, hàng ngày mình sống được đầm ấm, cái đó là mình phải cảm ơn người ta. Đâu có chuyện mà muốn ngày nào mình được chiến tranh đâu. Mình chia sẻ hết với người dân Việt Nam mình. Mình muốn làm giàu không làm giàu, ăn thua gia đình mình thôi, đừng cứ chỉ trách người lãnh đạo. Đúng rồi. Mình làm giàu cho mình chứ phải làm đâu có làm giàu cho đảng viên là cho chính phủ đâu. Phải không? Đúng rồi. Làm giàu cho bản thân mình, cho gia đình mình chứ cho ai. Cho gia đình mình chứ ai, chứ đâu cho gia đình, cho cái đảng viên đâu. Người ta sống sao, người ta sống thế nào mình sống người ta y hệt rồi. Điều ai của mình đáng. Người ta đóng thế sao mình đóng thế người ta như vậy. Mình cũng phản đối. Tại sao người ta sống được mà tại sao mình không sống được? Mình chỉ trách làm sao. Tại sao người ta làm giàu, mình không làm giàu là vì do mình chỉ trách bản thân mình. Tại sao mình làm không được? Mình làm giàu cho bản thân mình thôi, cho vợ chồng mình thôi, đâu có phải làm giàu cho người khác, người dân đâu. Mình để mình kể công, phải không? Ừ. Cái đó là đừng có chỉ trách. Mà người mà chỉ trách này đó, xã hội trên thế giới này không ai xài được đâu. Không có xài được. Có cái bản tánh con người mà chỉ trách là con người đó không có xài được trên thế giới này. Đừng có chịu làm, đúng không? Làm cứ ngồi chỉ trích người khác. Người chỉ trích rồi chê bai à. Chê bai này rồi chê bai kia, chê bai nọ. Lúc mình bây giờ mình làm mình giàu sang phú quý đi, thấy không? Mình có chia sẻ, mình có hưởng, mình cứ hưởng bản thân mình thôi. Lúc đó mình mới cứ nghĩ người ta hết không? Cái bản tính con người rất là xấu. Thức dậy lại đi, thức tỉnh lại đi. Mình con người đạo đức, vì dù sao đi nữa người ta cho mình cũng một cục kẹo là một, cho mình cũng miếng cơm ăn. Lúc thời mình đang ơn, đúng không? Cố tình cố ơn mình cảm ơn. Mình cứ học hỏi về cái nhân đạo, cái bản cách của người của mình. Cái đó là sự quan trọng chứ. Mình coi cái Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cái bài diễn văn ông bất cứ ông đọc ra, mình suy nghĩ, mình đọc, mình nghe cái, những gì người ta ổng nói thế nào. Người ta cũng là luôn luôn là cảnh giác cho người lãnh đạo dưới này, đảng viên dưới này nói là từ mình làm được thì mình làm, mình làm được thì mình phổ biến, mình không làm được mình nói là đảng làm. Đồi thừa đảng, đồi thừa chính quyền, đồi thừa chính phủ. Cái gì mình làm được mình phải hô hào, mà không có làm được đừng có hô hào. Có coi có những gì cái bài diễn văn ông nói. Mình nói thực ra mình rất là thích bài diễn văn của ông, rất là đọc. Ông rất là hay, ông giải thích từ chi tiết. Mà nhiều người ta không biết, cứ nói phong long không là chết mẹ rồi, thấy không? Đúng rồi. Mà may á, mình nói may là ông Đinh La Thăng, là Trần Xuân Thanh ngày hôm nay là ông Tổng Bí thư mà không triệt đó, cái đất nước mình đi cỡ nào. Nó tham nhũng thậm chí mà ra tòa án mình ngày hôm nay mình đang coi. Mà không có giải quyết với người này mà làm sao mà có ngày hôm nay mình được, đất nước mình được yên bình không? Được tốt không? Đúng. Chứng tỏ là Kenvin cũng theo dõi tin tức sát, đúng không? Mình theo dõi hết toàn bộ là tại mình không muốn chia sẻ. Là vì lý do là cái đất nước của mình một số người mà nó tham quá đâm ra là như vậy. Tại mình lực của mình là mình thích là ông Tổng Bí thư là ông Nguyễn Phú Trọng, là ông đọc bài diễn văn. Mình rất là thích ổng là vì lý do là là Tổng Bí thư nào, Chủ tịch nước nào mà nói về lý luận về chính trị là không ai qua được ổng Tổng Bí thư này đâu. Đọc bài lưu loát rõ ràng, đó là một nhân tài đấy. Mình nói vậy mà đó, vậy mà cái Kenvin nghĩ sao có một số cái đám mà bên đó nó xuyên tạc, nó bảo là bác Trọng lớn tuổi rồi, thế này thế nọ rồi. Kenvin thấy cái chuyện phi lý nó nằm ở đây không? Người ta lớn tuổi mà nói về gì lớn tuổi, người ta lớn tuổi người ta cũng bỏ ra để dành cho đất nước. Một cái cuối cùng của ổng là vì đó ổng yêu nước và yêu đồng bào. Thậm chí trong gia đình của người ta, bản thân người ta không lo, mà lo cả đất nước, mà lo đồng bào đầm ấm. Mình phải cảm ơn người ta chứ. Đồng ý, tôi đồng ý vậy. Phải không? Bây giờ mình là thơ quan làm cha, người làm mẹ nè, mình lo cho nên mình đầm ấm nè. Thậm chí mình buông ra cho thằng con sự nghiệp kế bên cho nó đi. Rồi mình nghĩ không biết nó làm được hay không, Ngồi nó biết trường hợp như thế nào, mình còn lo lắng. Thậm chí mình cũng gánh cho nó đầm ấm, cho nó đều, tới ngày nhắm mắt mình chịu thôi. Phải không thưa Quang? Ừ. Là vì lý do hiện bây giờ mình đang hạnh phúc, đang là hạnh phúc, đang nắm ấm vì gia đình là đất nước của mình. Mình đâu có muốn cái chuyện cái xảy ra cái đất nước mình sau này nó rất là sau này là đi chề về đừng được đường cũ. Đâu ai muốn được, ai nó muốn nghèo, phải không Thơ Quang? Thơ Quang thì bây giờ là thí dụ mà Thơ Quang giàu đi, đâu biết bây giờ cho con cái mà nó đầu tư làm ăn mà nó thua lỗ, mà rút cuộc mà nó nghèo trở về số cũ nữa, là đâu ai muốn được chuyện đó, phải không Thơ Quang? Chào bạn Lý. Hiện bây giờ người ta là cố gắng, người ta lo hết. Ổng rất là tốt, là ổng làm hết mình hết mãi, không vì gia đình mà về con cái, mà về cái đất nước, mà về dân. Như vậy là tốt rồi còn gì nữa. Mình phải cảm ơn chứ. Kenvin à, giống như cái vấn đề hôm nay mà tôi muốn mang ra mổ xẻ đó, thì dưới góc nhìn của Kenvin á, về những cái tay mà nó, những cá nhân mà họ bảo là họ tự ra đứng ra đi ứng cử đại biểu quốc hội á. Đó, hồi nãy giờ chắc từ đầu chắc Kenvin cũng theo dõi, cũng vài người lên chia sẻ đúng không ạ? Thì dưới góc nhìn của Kenvin á, về vấn đề này của những cái cá nhân đó, thì Kenvin thấy thế nào? Đối với cá nhân của tôi mà là sự hiểu biết của tôi á, là một điều là góc nhìn của tôi là đảng viên, chính phủ mới nói là hai tay đón mừng. Bất cứ người nào muốn ứng cử về cái đại biểu quốc hội là bất cứ lĩnh vực nào, người ta hai tay đón mừng. Mà ăn thua mình đủ khả năng mình phấn đấu hay không, đủ khả năng mình hay không. Đâu có ai là không có bỏ rơi mình đâu. Có đủ khả năng mình hay không, cái đó là sự quan trọng. Đủ tài đủ đức đúng không? Đủ tài đủ đức, đủ khả năng cho người dân tin tưởng. Người kế nhà mình nè, đừng có nói ai người kế nhà từ xã tới huyện tới tỉnh, người ta cứ tin tưởng mình làm được hay không. Cái đó là sự quan trọng chứ. Bây giờ mình không đủ khả năng, mình làm sao là mình lấy được. Rồi mới khi mình lấy không được á, thì mình không lấy được, mình ở ngoài mình chỉ trích người ta, chơi gì không được, xấu lắm. Cái bản tính của người mà không xấu, rất là không tốt. Cố gắng học hỏi lên. Đất nước này mình nhiều tài, mà tương lai điều ai cũng là gắng học. Mình bất cứ sinh viên nào, học sinh nào gắng học đến đất nước của mình. Mình người trẻ, mình tương lai để gánh gác là một cái đất nước mình đi lên nữa, phải không? Người ta không bỏ rơi mình đâu, người ta không bỏ rơi mình đâu. Là mình hiểu biết mình có tài hay không, có đức hay không. Mình làm cho gì cho cái bản thân, nhất là trong nhà mình, mà tới người được tới người kế nhà mình, mà tới người xã tới huyện tới mình. Tại sao mà cậu của mình hiện bây giờ là đại biểu quốc hội được? Là vì lý do người ta tin tưởng người cậu mình thật thà, có đức, có tâm. Mà người lãnh đạo nào ai cũng muốn có đức có tâm mới đất nước mới lên phát triển được. Không có đức có tâm làm sao mà phát triển được? Phải không bạn Minh? Đúng rồi. Thôi bây giờ mình chia sẻ được nhiêu đó thôi. Rồi, cảm ơn bạn mình Thơ Quang mời mình lên. Dù sao đi nữa là đất nước của mình. Đúng rồi bạn. Đúng. Thấy không? Trên đời này mà không ai giúp được, đảng nào, dạ, chính phủ nào cũng vậy thôi. Hả? Rồi. Đâu có phải là dễ đâu. Mà người okay, Kenvin. Hôm nay Kenvin chia sẻ rất là hay. Hôm nay là rất là chuẩn, rất thích Kenvin. Tức là càng ngày tức là Kenvin thấy có vẻ là nó nói chuyện nó suôn sẻ hơn, kể cả câu từ nó cũng chuẩn hơn á. Cảm ơn bạn mình. Rồi mình định khen quá không được đâu. Ok, cảm ơn Kenvin nhiều nha. Cái gì mình chia sẻ rồi sơ sót hay là cái gì đó thì thông cảm với mình, là vì lý do mình sống ở đây tại Mỹ đó, nó từ nhỏ tới lớn mình không hiểu biết được cái lời ăn tiếng nói, cái ngôn ngữ dân tộc Việt Nam mình rất là khó. Mình sẽ muốn học hỏi lắm. Ok, cảm ơn bạn mình nha. Rồi, cảm ơn Kenvin rất là nhiều. Ok, cảm ơn tất cả nha. Ok, bye. Dạ. Kenvin chia sẻ rất là hay và có cái sự nhìn nhận á, theo thầy Quang thấy á, có sự nhìn nhận nó rất là chuẩn. Cũng xin cảm ơn Kenvin rất là nhiều.